Alo alo, rồi có rồi đó. Chứ Cái còn môn này đó hồi đó hồi trẻ đó anh biết cái thường thường cái môn khí công hồi lúc trẻ tôi nghĩ đó là không có thật, qua là chân dung nó xạo. Sau này khi tôi học khoa học, tôi học bách khoa rồi tôi mới tôi nghĩ là cái ngành khoa học mình là siêu việt lắm, tức là cũng giống như cái tin học bây giờ, nhưng mà không, môn này mới ghê. Bây giờ cái khi mà anh tìm hiểu trong cơ thể mình thì khi mình vô môn này phải hiểu sâu về nó, tức là hôm nay mình có thể nói chuyện sơ về cái môn này để anh hiểu, rồi khi anh tập nó vận dụng nó mới thành công, chứ nó không phải là cái hình thức bên ngoài. Thứ nhất á, khi anh tìm hiểu về con người ha, cái mà sửa chữa cơ thể con người chỉ có môn này thôi, chưa thế giới chưa ai nhúng tay vào hết á. Thằng Trung Quốc nó kiếm ra rồi nhưng mà nó không đi sâu vào. Thành ra bây giờ cái nhiều người ta họ tưởng khí công là đánh lộn không à, nó võ thuật đập gạch đập đá. Rồi thằng Mỹ nó mới mời thằng Trung Quốc, nó đưa mấy thằng thiếu lâm qua Mỹ biểu diễn, nhưng mà nó vẫn còn giấu, tức là nó chỉ chịu biểu diễn đánh gạch đánh đảo. Nhưng cái bí mật quan trọng nhất là cái chữa bệnh nó không được đưa ra, à cái chữa bệnh, mà cái chữa bệnh hiện nay anh coi tất cả clip tất cả trên thế giới không thằng nào biết hết. Múa là như bây giờ anh đi, giả sử anh coi một clip của thằng Trung Quốc nó múa, anh làm sao múa bằng nó được, nó 10 năm. Nhưng mà khi mà anh nắm được bí quyết ha, một bài của nó chữa bệnh trong vòng 3 tháng khủng khiếp. Là bây giờ để mình tìm hiểu cho cơ thể mình có cái gì, bây giờ anh chỉ thấy cơ thể mình có hai vấn đề khi buổi sáng thức dậy nè. Bữa nào anh khỏe anh hăng dậy lắm, ngồi nghe có cũng là chính mình, sao bữa nó thức dậy nó mệt mệt đó đâu anh Phát. Đó trong cái ngành mình nó gọi là anh thiếu khí, tức là thiếu sức sức hăng 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 say trong ngày. Mà cái sức hăng say đó nếu mà anh giữ được liên tục trong năm là anh không dẫn chết trường thọ. Cái giống như cái máy móc anh vừa mở ra, máy luôn luôn sẵn sàng tí ti để làm việc đó. Thì cái máy nó tốt, giống như cái điện thoại mình mở lên cái xài được liền, nó không bị sự cố gì hết, thấy không? Mà máy nó không có chỉ nóng hết thì bắt đầu mình thấy cơ thể mình có những cái mà cái từ trước giờ mình đang đang sử dụng đó. Ví dụ thấy cái khí sắc của thầy thấy ổn này, thấy khỏe khỏe, đó là cái khí sắc. Còn cái cơ thể người ta khỏe đó, là anh nghĩ sức mạnh, mình sức mạnh không phải sức khỏe. À, bây giờ anh thấy cái thằng lực sĩ nó mạnh nhưng nó vẫn Mạnh bệnh. nó mạnh cơ thôi, Thành còn nội ra bây tạng giờ mình chỉ đơn giản mình quy chụp đưa cái con người mình về làm cái xe Honda đi. Anh thấy cái xe Honda nhận mua anh khi anh đi rửa thôi nó chạy ngon hơn, anh rửa ở ngoài thôi thấy đi lưu thằng thợ nó 20-30 ngàn thì ủa sao nó chạy ngon hơn. Là một cái nhận nhận cái kỳ lạ là cái đó anh chưa hiểu. Là một cái thứ hai, xe Honda hàng tháng anh đeo vô hãng Honda bảo bảo trì á, thì con xe không dở hư. Mà không có xe Honda nào mà khi sản xuất ra sửa không xe Honda nào gọi là toàn vẹn hết, nó phải đẩy ra bán hết. Chứ chả lẽ cái xe nó hơi chút xịt nó bỏ thì trong đó nó gọi là bảo hành, chứ thật ra không. Cái nền sản xuất khoa học hiện đại giờ nó không bao giờ ra một chiếc xe 100% được tốt hết đó. Đó anh thấy cái khoa học kỹ thuật nó vậy, giờ cái điện thoại cũng vậy. Bởi vậy nó khi nó, anh mà trục trặc nó bảo hành nó đổi những cái khác liền, nhưng mà trong đó có bộ phận hư về nó thay nó lại bán tiếp. Thì bây chính cơ thể anh cũng vậy, bây giờ anh chỉ cần tôi có ba cái vấn đề mà anh phải theo dõi sức khỏe anh trong 365 ngày một năm là một tuổi thọ một con người. Tuổi thọ con người thì anh tưởng tượng anh là một vật thể ngồi đây, ánh nắng nó chiếu anh trúng 365 ngày mới xong. Rõ ràng mỗi ngày anh nhận một lạng năng lượng mà anh không có biết. Thành ra cái ngực con một người bào thai cũng vậy, một đứa bé sanh ra cũng phải một năm, trước khi có thai và sau cái này cũng là một năm, tại vì 9 tháng 10 ngày, còn trước đó là sau đó đâu, thì tổng số một thằng bé ra đời cũng một năm. Thành ra cái tuổi thật của anh phải cộng thêm một mới đúng. Thành ra người Đông Phương hay cộng thêm một, hay cộng thêm một, dù tôi 53 sinh 70 nhưng tuổi là phải 71 mới đúng, tại còn một năm trong bụng mẹ mẹ không tính, mà tay nó bỏ cái năm đó thì cái năm bụng mẹ thì nó trong sơ đồ hồi xưa nó gọi cái nội kinh đồ là cái đó đó, cái hình nó là cái bào thai, cái bào thai người, nó có hình ba tàu tôi dịch ra tiếng Việt hết. Anh coi tài liệu bây giờ hiện nay tôi nói ở Việt Nam có mình tôi là tôi nhào vô lĩnh vực này, tại vì cái môn khí công này không có ai thèm dịch tiếng tàu cho người ta học, có cuốn sách đọc mấy chục năm có một cuốn à thì chết rồi. Mà lạc khẩu rồi là một, thứ hai là nhiều người tập là có cái tánh là ông thầy nói sao làm vậy,
Thì cái đó người ta gọi là copy paste, là tức là bây giờ tôi nói gì năm nay thì tôi đặt ngược lại, anh dạy tôi mà anh cứ lấy cuốn sách anh bắt tôi đọc nguyên sách như phương trình 12, tôi lấy cuốn sách tôi đọc y xì cho anh đọc, anh thấy ông thầy nó không có giỏi, ông thầy dục cuốn sách ông nói từ đầu đến cuối, lát hồi mở sách nó đúng hết, ông thầy nó giỏi, tức là ông hiểu, tức là lão thông cái đó rồi, thì ông nói cái gì cũng được hết, còn mà lật sách là cha nó không biết thấy gì hết. Thì bắt đầu hồi trẻ tôi đi kiếm kiếm hết mấy thầy Việt Nam không ông nào biết ông này, ngay nói thì lúc đụng chạm tới trong chuyện nhà nước, ví dụ là cái ngành nó không biết ông này luôn, đúng ra nó phải nghiên cứu này, nhưng mà giờ làm sao, bây giờ sao đưa vô, bây giờ muốn đưa vô thì anh phải có nhân chứng vật chứng chứng thực, tôi phải làm để cho thành công. Khi tôi thành công có thể là 20-30 năm, tập thể những người như anh học được, anh phải bàn với nhau đưa này cho quốc gia mình, đưa vào cho ngành y học dân tộc mình, giúp dân. Còn bây giờ anh nói miệng mà anh không có nhân chứng, là tôi bây giờ tôi nói anh khi vô nhà tôi cực lắm, đó chết mẹ luôn. Tại cái nghề này mà cái gì phải đam mê, đam mê thì vì nếu mà anh vì đồng tiền là anh không bỏ môn này rồi. Là nó có cái anh chỉ để bây giờ tôi minh chứng trong cái khí là gì, anh làm anh thấy liền, bây giờ để bàn tay là vậy nha nha, bây giờ bàn tay anh bình thường không, bây giờ anh tưởng tượng ở đây có một bức kiếm đang xô, anh tè xô tạo mạnh đây ra đó, mạnh từ mạnh nha, thì cái tay tôi là cái vật chống anh, thì anh phải đẩy ra là anh tạo phản lực. Bây giờ tưởng tượng ở cái bàn tay để nguyên vậy, có miếng kiếm mà anh miếng kiếm nó cứng, anh ráng xô lên, xô tăng mạnh dần lên 10 ký, anh thấy nó mạnh mạnh nữa, anh sẽ thấy sao? Không biết, show đi anh sẽ, nó khó cái chu kỳ, show 3 giây, ngưng 3 giây, anh thả lỏng 3 giây, anh sẽ thấy. Rồi anh thả tay xuống, anh thấy trong ngực, trong cái bàn tay có sự thay đổi, đó mà ta không có làm gì hết. Nhưng mà ở ngoài nhìn vô, tôi tập cái công thức tôi để vậy thôi. Nhưng mà cái hình mà không hiểu ý. Nhưng mà trong tôi có sự thay đổi, đố mình biết. Đó, anh thấy cái ý niệm đầu tiên của người, tại sao tôi để vậy, tôi tưởng tượng tôi xô ra, mà tưởng tượng xô thật, bây giờ có tay tôi áp lực vô tay anh mới hiểu không, thôi anh không xô thật, xô lên thì anh thấy tự nhiên bên trong nó có sự thay đổi. Đó là trong cái ngành khí công nó gọi là thái, là tăng lên, thái là nhiều hơn. Tôi không làm gì hết là tự nhiên hồi nãy tôi làm, tôi thả lỏng, thì cái vừa qua tôi đang làm trạng thái thái cực trong tay anh, cái lý luận khủng khiếp nha, anh chỉ để mà anh tạo trạng thái thực cực trong anh thì tay mày có sự thay đổi, thì cái đó là phát sinh khí trong người anh, hãy tạo ra một cái khí là cái gì? Tăng sự sống cho bàn tay mình, cái sự sống nó hiện ra trong tay mình, mà ngành cái đó không phải là energy, anh dùng energy là anh chết liền. Cái energy đó là nó là chỉ có giết, nó chỉ có là ví dụ như cái bom nguyên tử nó nổ ra cái rồi cái nó phá người ta, mà cái này là nó không phải thứ đó, thứ này là khi anh để lọc làm như tôi vậy, làm chừng khoảng 10 phút anh lấy cái nhiệt kế để bằng tay, nó tăng nhiệt, nó tăng lên như vậy là nó cái, mà cái nhiệt độ này không phải là cái nhiệt độ của khoa học của mình nhé, cái này là thân nhiệt khác, không máy móc nào tạo cái thân nhiệt này được. Đó là cái bí mật cho đó, cái thân nhiệt không máy móc nào tạo được. Là cái thân nhiệt này nó hay vậy, anh mà nó mà hiện ra huyết áp anh cao nó hạ xuống được, mà huyết anh thấp nó nâng lên, tức là cái năng lượng này nó có hai chiều, nó năng lượng sinh học nó hai chiều, nó cứu người chứ nó không có hại người. Còn cái năng lượng của mình nó là năng lượng của vật chất phân rã ra, nó không phải trong người mình, nó phải vật chất phân rã. Thành ra mình hiểu là energy là làm mày trai luôn. Thành ra khi anh khi tập cái công, anh vận dụng hết kiến thức khoa học về năng lượng ơ bằng MC phương của thằng Einstein là anh sai hoàn toàn. Mà thằng Mỹ nó dùng cái đó không bao giờ tập cái công được. Thành ra bây giờ chưa có thằng Mỹ nó tập cái công thành công. Tại cái đầu của người Tây phương nó luôn cái gì mà thấy được nó mới tin được. Tưởng như là linh hồn nó chưa tin có thật. Nhưng người Việt nói, người Việt Nam có thể nói linh hồn có, là tin có thật. Nhưng mà không biết anh bây giờ từ trẻ giờ anh biết thấy linh hồn lần nào chưa? Chưa. Tôi nói anh có thật. Trong lớp mình
Tôi từ lúc tôi vô ngôn môn này tới giờ là linh hồn có thật, mà anh muốn minh chứng là cái học trò nó làm anh thấy luôn, tức là cái người mà trong cái trong trong cái môn khí của Đông Phương mà nó có một cái khí dương là khí mình á, khí âm là khí là mất đi, tức là cơ thể mình đại khái như anh, tôi với anh là cục thịt vậy thôi, nhưng mà nó có cái suy nghĩ nó gọi là cái hồn, trong ngành Đông Phương mình gọi là cái hồn, còn Tây Phương nó gọi là suy nghĩ, là tư duy, trừu tượng đủ thứ gì á, còn mình là cái linh hồn. Thì trong Đông Phương mình á, con mắt anh thấy tôi, cái linh hồn thấy không phải con mắt thấy, con mắt là cái vô tri vô giác, bởi vì khi anh chết con mắt anh cũng có mà đâu có thấy tôi, thành anh nó có mắt thấy là sai. Tai nghe không phải tai nghe, cái hồn anh nghe nó báo, cái hồn có cái dòng điện trong cái máy, con mắt anh là cái camera, cái lỗ tai anh là cái microphone hay là cái loa thôi, cái miệng anh là cái máy phát loa, anh dùng cái hồn nó chui vô nó nói là bắt đầu sẽ phân biệt cái hồn này nó lại khi mà anh chết nó vẫn còn sống, nó mới thành cái hồn mà anh nhập cho người ta. Mà cái mình bây giờ mình chưa chết, mình không thể khẳng định nó đúng hay sai, nhưng mà nó vẫn có tồn tại đó. Bây giờ anh gõ cho mạng mà thầy Trung Bát Ma ở An Giang, anh thấy nó có hiện tượng là có ma nhập thằng đó nó bắt ra, anh không không tin phải tin thấy rõ vậy. Mà trong lúc học mình có học trò phải bị ở đó và nó bắt ra được, và thằng người đó vẫn bình thường, là cái đó mình không cần biết có hay thật, nhưng mà cái đó lại thấy hồn có thật là một. Thì trong người mình nó gọi là khi mình tập khí công là không bao giờ ma nhập anh được hết, tại vì anh thuộc dương, khí dương là làm cho vật chất cái sinh học của mình này nó tồn tại, và khí âm là nó thoát ra thì cái sinh học của mình nó mất đi thôi. Thành ra cái khi cái xác mình tan thì cái hồn vẫn còn, nó kiếm cái xác nó nhập vô, thì xác nó nhập vô không phải xác người, không hiểu cái cây tôi gọi là ngải à, phải hiểu, nhiều người không hiểu mẹ, cái hồn ma mà nhập vô cái cây ngải nó gọi là nó gọi là bùa, nó nhập vô cái miếng giấy á, mà có viết chữ á, thì nó nhập vô đó thì loại bùa cho anh nhai nuốt là cái hồn hết. Thì khoa học không chứng minh được đâu, nhưng mà mình thực hành thấy. Rồi anh để ý cái trong thiên nhiên cái vòng xoáy, anh thấy dùng spiral trên xuống chính là khí đi lên, là khi vòng xoáy anh nha, gió mà thổi là luôn luôn ngược chiều nha, thì nó hút đồ lên, không bao giờ một theo chiều kim đồng hồ, nó luôn ngược chiều, anh không thể giải thích được. Ở dưới dòng nước á, thì theo chiều kim đồng hồ thì dòng nước mới chìm xuống, có cái chiều nó không bao giờ làm ngược lại được, thì cái đó tự nhiên chứ không phải lấy tay làm thế như vậy. Thì anh thấy rõ ràng trong thiên nhiên cái quỹ đạo nó có cái hình xoắn ốc mà ngược chiều kim đồng nè, hồ cái hình này đó thì đó nó có lạ vậy ngược chiều kim đồng hồ nó bay lên, mà nếu mình dùng cục đá thì nó sẽ xoay như vậy nó đi xuống. nó lạ vậy đó, thì là một mặt cái đó không không có, thành ra tụ bùa chú anh thấy cái vẽ bùa nó hay có tầm ba cái dòng đồng tâm từ tông nhỏ lớn là dần, là một, thứ hai là cái dòng cái hình số 8 là cái dòng thái cực, cái dòng vô cực của trong toán học, thì ba cái nó vẽ bùa phải có ba cái dòng số 8 nằm ngang hoặc ba dòng số 8 nằm dọc để ý thấy liền. Cái đó là nó là cái ngôn ngữ liên lạc giữa hữu hình vô hình. Thì cũng vô giờ tôi qua Mỹ tôi học tiếng Anh tôi mới nói với tụi nó được. Phải học cái ngôn ngữ của Ngôn nó, ngữ thì cái đó là ngôn ngữ của nó, có điều mày học hiểu thôi, không hiểu thôi, không ai chỉ cho nó mày có đọc ngôn đâu. ngữ hết, cái nó là ngôn ngữ cái chữ viết của nó, mà trong bùa nó có nhiều chữ lắm, anh phải học. Nhưng mà anh học mà anh không thể thực hiện được, lý do anh không có năng khiếu. Cứ như bây giờ tôi anh thấy thằng Đỗ Trung Vân ví dụ nó làm bài bài thơ rất là hay, nó nhìn nó viết ra, nhưng mình nó viết ra rồi anh viết lại thì anh cũng nhà thơ, nhưng mà anh cái không có cái thần đó. Tức là bây giờ tôi cũng chứng tỏ tôi nhà thơ giỏi, tôi đọc thơ của Tố Hữu, đọc thơ của mấy thằng nhà thơ, cái tôi thuộc lòng trong rồi tôi viết ra, nhưng cái đó không phải thần của mình, thì tôi không phải là nhà thơ, tôi là thằng copy paste thôi, tao là cái máy thôi. Còn cái thằng nhà thơ là trời đất nó sinh ra trong đó, nó có một cái gọi là cái năng khiếu hay là cái năng lực đặc biệt của nó, không ai thay thế được, thì nó có khả năng làm. Chỉ chính anh đi học anh trong lớp anh cũng học toán, sao thằng bạn mình nó giỏi, mình đâu phải nó làm bài tập nhiều, rồi cái anh văn anh sẽ học kém, nhưng mà thằng kia nó ngồi nó viết bài văn rất hay, đâu phải nó chép Có cái năng copy lực ra, của
có năng lực đó. Thì cái ngành nào cũng phải có năng lực, như tôi đang dạy anh, tôi phải có năng lực khí công, tôi mới chỉ anh được. Rồi tôi giỏi toán, tôi phải có năng lực toán. Thì cái thằng năng lực sai khiến cái vô hình, thằng đó là trong thầy pháp, ngày xưa nó gọi là thầy pháp, nó điều khiển được cái đó, tức là nó giao dịch được, nó chuyện không có năng lực đó mình không biết thôi. Không biết, thì khi nó có cái năng lực đó thì nó học, nó giao tiếp được liền. Thì tôi gặp thằng học trò tôi là trưởng môn huyền môn, tức là nó coi hết tất cả mấy thầy pháp ở Việt Nam mà, tức là mấy ông thầy bùa mà hại người nó cũng biết, mà ông thầy bùa mà cứu người trong huyền môn, trong ngành khí công. Bây giờ tôi đang nói về cái lĩnh vực khí công để anh bắt đầu bước vô lĩnh vực khí công, nó có hai ngành: khí dương, khí âm. Khí âm là thầy bùa, khí dương là mình là tập cho người mình mạnh đấy. Còn khí âm là nó kéo cái hơi âm của người ta ra ngoài. Thì có hai môn phái, mà môn phái nó bắt gốc từ đạo giáo, đạo giáo ở đạo lão tử. Thì ông đó nó mới tìm ra là có chia làm hai nhóm, là nó có một cái đạo giáo chuyên môn, tức là luyện công, luyện khí công. Một đạo giáo chuyên môn luyện cái khí âm là luyện bùa. Thì trong luyện bùa Tây Phương nó gọi là hóa học. Nó tên là hóa học, còn mình không phải hóa học. Hóa học là cái thứ đó đó. Thứ nó lấy cái mực đỏ, nó viết viết rồi cái mực đỏ nó thấm vô cái đó. Có cái ngôn ngữ nó đưa cái hồn nhập vô. Nó dùng ngôn ngữ. Ngôn ngữ là anh gồm cái bùa chú và cái câu nói. Nó có thể là a. Nhưng mà anh A tụi kia nghe, anh có năng khiếu nói A cái hồn nó nghe. Còn anh nói không nghe. Đó. Nó không nghe. Tức là anh đọc cái chữ đó mà anh không có hồn đó thì không ai hiểu. Giống như bây giờ tôi với anh hát dở, không hát bằng cô ca sĩ cổ cũng là lòng mẹ như bắt vẫn hay. Tức là trong có cái hồn của cô nó nhập vô đó. Thì trong Đông Phương mình gọi là có thần. Bài hát có thần là nó làm cái tâm người ta chuyển động luôn. Còn tôi anh hát hay, hát to mà chả có ảnh hưởng cái tâm người khác thì cái đó người đó không có thần. Thì chữ thần đó là trong khí công đó là cái đó, là một. Cái hai có khí là nhiệt tình anh nhào vô làm. Ví dụ như tôi với anh đang đánh máy thì anh tôi tập trung đánh máy, hay là tôi coi phim thì anh đi qua lại cũng không cần biết anh là ai, thấy không? Thì tất cả cái sự sống thì dồn vào tôi coi phim thôi. Sự sống đó là cái khí. Mình đại khái tại bây giờ năm nay anh mới học năm đầu tiên, có thể anh về anh hiểu khí công thấp nha. Mưa năm sau tôi sẽ giảng cao hơn. Có giống như mà anh mới học tinh học, anh vô sẽ nói thấp. Rồi dần dần hiểu là hồi trước mình viết gì dở quá, mà viết lại. Nha, bây giờ trong ngành của anh thì anh không dám viết cái gì, tại vì anh biết vài năm nữa cái đó nó ngu. Cái nhận mình nói trước năm đó nó sẽ ngu hơn. 10 năm sau anh nói, anh sẽ không dám lấy nó cho học trò coi luôn. Thành ra những người mà có tính update như thằng Windows đó, thì em thấy không, cái Windows nó phải update lên. Thành ra kiến thức của mình mà đứng lại là mình ngu. Ví dụ năm nay anh giảng về tinh học, sáng năm anh phải giảng khác không? Anh không giảng khác hơn, tức là anh không có học hỏi, mình ngu thọ rồi. Cũng giống như bây giờ, năm nay anh giảng về RAM. Anh nói một ổ cứng có 1 tetra, thì bây giờ nó lên 16 tetra, mà anh giảng trước học trò nó coi thường anh liền. Tại ao nó cũng đẹp, nó lên 100 tetra luôn, 300 tetra luôn. Rồi cái đĩa DVD nó hàng trăm tetra. Mà anh không đẹp, anh vẫn còn cái đĩa VCD nói chuyện thì chết mẹ đó. Thành ra cái môn nào cũng vậy đó, anh phải mỗi năm phải đọc sách, anh phải tự nâng cái tay nghề lên, đọc cúp lát. Giống như tôi đi học lớp 7, một năm mới tôi lên lớp 8, trong một năm tôi lấy kiến thức lớp 7 tôi nhồi nát vô cái sọ tôi, bài và tập tùm lum. Trong nghỉ hè tôi phải đọc sách lớp 8, trong đầu tôi đó. Vô nguyên năm lớp 8 tôi hành động 18 tấm, cái cơ thể tôi mới lên lớp 8. Còn khi mình ra đời, mình đứng lại là mình ngu rồi. Anh học xong đại học chưa giỏi đâu, học tới chết luôn. Update, tức là năm nay, anh nếu mà học tinh học thì năm nay cái ổ cứng maximum thế giới. Sang năm phải maximum thổ cứng bao nhiêu. Rồi bây giờ cái máy tính của mình bây giờ, sang năm nó máy tính lượng tử là gì? Anh không tìm hiểu là anh chết với cái ngành tinh học liền. Cái đó là tinh học, và tinh học chính là khoa học. Thì ngành khí công y trang này, bây giờ tôi dạy cái công anh giống ông Đạt Ma là tôi quá ngu. Thời đó ngôn ngữ nó cái độ thông trí thông minh nó giống giờ. Mà tôi giảng theo ngày xưa anh không bao giờ học, tôi nói khí công là tinh khí thần. Nói vậy anh sao nào? Đó là cái câu ngày xưa vậy. Vô nó dũng học khí công anh phải phải có tinh có khí cái thần. Sách vở này rồi giờ làm sao nè? Hiện đại dân trí thức không hiểu nó không học đâu.
dân mà không trí thức, anh nói gì nghe nấy, quần chúng trí thức nó hỏi ngược lại anh, mà anh giải thích được không bao giờ tao học. Thì dân trí thức mình logic hết, phải có cái khoa học tao mới tin mày. Mày nói mà thích tin, tao sẽ đi học liền. Mà cái môn khí công của mình ngày xưa chính là dân gọi là khôn nhất học mới được. Đặt ma tưởng nó ngu, mà ổng ngu hả? Tứ thư ngũ kinh lão thông. Còn Trương Tam Phong cũng tứ thư biết làm, giống như tiến sĩ bây giờ mà ông nghiên cứu vô ngành đó rồi ông dạy người ta. Ông là người đầu tiên ông. Ông đâu có thể ngu như mấy cái ông mà khí công mà 2-3 ngày học cái linh chuyện nó tùm lum ra. Thôi học mẹ, mình cần học mình không dám nói luôn, chết mẹ. Mình chưa hiểu hết. Mà anh giỏi bằng mấy ông ngày xưa chứ. Ngay thằng Lý Hồng Chí chứ giỏi. Lý Hồng Chí nó tổng hợp của Đạt Ma và Trương Tam Phong lại, nó ra 5 động tác. Anh thấy có 5 động tác và có một cái nói chuyện về tâm linh chút. Nhưng mà anh suy nghĩ sâu vô, của cái ngành khí công chả lẽ có 5 bài à? Giống như toán học, anh chỉ ngành toán học chỉ có toán cộng hả? Thôi đủ thứ trong đó mà. Ngành tin học chỉ không phải chỉ có Word, Excel, đủ thứ trong đó mẹ. Photoshop, tùng lum, phần cứng, phần mềm. Mà vô mình thấy như cái rừng. Còn mới bước vô là thấy vậy thôi. Vô là trời ơi, khủng khiếp. Nó từng lớp, lớp học lên cao cao. Nó thì cái khí công bắt đầu anh vô. Hiện nay anh vô là mẫu giáo. Tức là anh giờ anh học 20. Tức là anh học 24 chữ cái của năng chỉ anh. Nhưng mà có khi mình cái dân trí thức nó có cái dở này, tôi gặp nhiều dân trí thức là nó tiến sĩ toán học nhưng mày không được dùng cái kiến thức toán học mày đưa vô đây nha, mày suy nghĩ một kiểu khác, mày bỏ hết đi một cái logic khác. Bởi vậy ngành khí công ngày xưa phế hết về Úc Công vô đây tao mới chỉ mày. Ông theo cái chuyện chung chung nói mày đang học Thiếu Lâm mày qua thì phế nó mới dạy phải bỏ đăng cho mày. Cái ý nói là mày phải vứt hết những cái tư duy về cái ngành của mày vô đây thì mày mới học được. Cứ giống như bây giờ anh là tiến sĩ toán không biết, anh vô sửa xe thì thằng thợ xe anh cứ theo nó mình mần, anh đừng có suy nghĩ tới bước 1, bước 2 mà cái người lý thuyết, cái dân lý thuyết mình á, học thầy về tự chế ra cái nhanh hơn, chết liền. Nó chết chứ. Bây giờ tao hỏi anh nấu cơm, cái nghệ thuật nấu cơm nó không phải là một cái tư duy như người trí thức mình. Rồi anh mới học có một ngày cứ về anh, bước 1, bước 2, bước 3 cái anh cải tiến là anh chết liền. Anh cứ mần nhiều, làm nhiều tự nhiên nó thông. Cái ngành khí công là cái ngành thực hành. Tức là hồi trước cha mẹ mình có con á, mày dốt chữ tao mày cho học nghề. Khí công là cái nghề, là không cần cái sự tư duy nhiều, cái tay mình mần. Cái da thịt mình mà khi nó thông minh ghê lắm. Bây giờ ông thấy cái tay mấy con mẹ đổ đô la, nó rờ đô la, biết đô la thiệt này. Mà đâu phải cái não. Đó, từ đó phải khi học khí công phải nhớ cái đó là điều đầu tiên. Anh thông minh cỡ nào mà anh không bao giờ rờ đô la, giỏi bằng con mẹ rờ đô la đó. Nó nói mày mà tiến sĩ kệ bố mày rờ đô la cái tiền xong nó rờ được. Cái da thịt nào. Mà da thịt mình nó là một phần nhỏ của cái con người mình. Thì miếng da chính là ông Trúc con ngồi đây. Giống như anh là cái ông Lộc con nó nằm cái da. Mà anh sao truyền hết cái khôn anh vô cái da. Anh thở thành dĩ đại. Rồi nói đại khái vậy. Anh biết hết cái trí khôn, biết vô cái da, anh sẽ thành vĩ đại. Thì tất cả thông tin về cái gì anh phải đưa vô cái da. Mà muốn dạy cái da nó phải rời cái hàng triệu lần, nó còn dùng xác suất thống kê, nó tìm ra cái bí quyết cao nhất của nó ra. Thì cơ thể mình vậy. Thì bắt đầu cái môn khí công là từ nói đó là về cái khí sơ sơ cho anh đó. Cái ý thứ hai của nó, không có động tác con người nào mà không có ý mục đích. Ví dụ tôi ngồi tôi mua lấy viết tôi phải lấy giày, chứ không có động tác thì cứ giày là tôi thằng khủng luôn. Không có động tác con người nào. Mọi hành vi là phải có một mục đích. Không mục đích gì chứ không có là thằng đó điên. Hoặc là cái đầu là nhập ma, là con ma nhập mày. Ví dụ tôi gặp nè, tôi muốn lấy thì tôi phải cầm này lên. Còn anh thấy cái tôi làm gì tôi thằng khủng vậy. Thành ra mọi động tác của con người đều tạo ra cái gì đó. Có hai mặt, hữu hình vô hình. Thì bây giờ ở ngoài xã hội đang con người đang lao động để tạo ra hữu hình, ví dụ xây nhà ra cái nhà, làm cái viết bích. Mấy cái ngành mình á, tao xây cái vô hình, mấy cái mày siêu hơn. Làm sao anh xây được? Mà khi anh vô xây được hết, tại anh không học thôi. Anh thấy nó như bây giờ anh nấu cơm rất là dễ, là cái hữu hình. Bây giờ tao vậy
phổi tao khỏe thì mày biết đó. Bây giờ bằng tay tao có thể tao nặng cái tượng gặp mặt anh, tức là cục bột tao nặng ra cái mặt anh được, tức là cái đầu sao chép 3D cái mặt anh ra đây. Bây giờ bằng tay đó là hữu hình, bây giờ tao làm cái động tác như vậy, tao sửa phổi đó, mày học mày sẽ hiểu. Thành ra cái động tác hữu hình thì ngàn năm không, triệu năm không đổi, đúng không? Bây giờ tôi cái động tác cúp đất là cúp đất cả triệu năm, phải cầm cái cúp vậy thôi. Thì cái động tác khí công nếu mà đúng của nó là 1 triệu năm không đổi, lý do nó dựa trên đường kinh mạch của cơ thể người thì không bao giờ nó thay đổi được. Rồi xong, thế là không có động tác khí công nào mà khác nhau được. Thằng nào mua khác thằng đó ngu. Anh phải nguyên tắc thứ nhất, ví dụ như giờ tôi cầm dao tôi sắc và phải dày thôi chứ làm sao sắc dao mà sắc dày. Thằng nào lần lần này thằng ngu. Tôi nói cái đang cái hữu hình tôi biến thành vô hình này, tôi cầm cái này không? Thì anh thấy rõ là tôi đang sắc cái gì đó. Cái đó cái hữu hình mày hiểu, còn cái vô hình tao làm, mày không có học thì mày đâu biết tao làm cái gì. Khi anh học rồi khủng khiếp lắm. Bây giờ người anh có 10 bắt đầu phân tách rã của người ra, trong tây y nó đã mổ xẻ ra, thì ngày xưa ngành mổ xẻ nó gọi là phù thủy. Phù thủy là thổi phù với thổi nước cho người để người ta tỉnh dậy. Phù thủy là cái gì? Nó mổ con người ra thì người ta gọi phù thủy, tại vì thấy nó ác quá, nó mổ nó tưởng nó ăn thịt người. Thành ra người xưa người ta cứ tưởng phù thủy là hoặc đạo sĩ là cái thứ gì dễ sợ lắm, phù phép tâm linh, tự vì vô nhà thấy nó banh người ta, ngồi nó ngó. Còn bây giờ tại sao mấy tay y nó mổ thì anh cứ bình thường, nhưng ngày xưa nó sợ lắm. Anh mà vô nhà ngồi 2-3 thằng ngồi ngó người, nó nghiên cứu để cứu người. Thành ra khi nó vẽ nguyên cái tạng phủ người, nó vẽ bằng cái hình đó là cái hình cái cây không à. Anh mà không để cái hình người giống như bây giờ của tay y là nó vô giết anh liền, dân nó giết anh liền. Nó nói anh là phù thủy ăn thịt người. Nó thành phải hiểu cái từ đó. Thành ra ngày xưa cái giải phẫu học đó, nó biến thể thành thầy phù thủy. Nó mới hay vậy đó. Thành ra khi anh vẽ trái tim, anh phải vẽ cái gì? Con rập, con chim lửa, không giấu vẽ trái tim. Nó phải dùng cái khác để nó giao dịch mấy ông thầy phù thủy nói chuyện với nhau. Còn anh ngồi để tim nói chuyện là hai cha ăn thịt ăn tim á. Không bao giờ dùng cái từ đó được. Thành ra khi tại sao những cái từ ngữ của ngày xưa nó biến thành những cái vật thông dụng hết, hay là con thú linh thiêng gì nó để mô tả con người, mà những cái vật chất ví dụ trái tim anh á, thì nó là cục thịt, cái cao hơn cái cục thịt nó là cái thần, gọi thần của tim. Thần tim là những cái vận động, tại vì cái con cục cái tim là cái cục thịt đứng vậy, nó nhúc nhích là nó là thần. Thành ra ngày xưa nó phải dùng chữ thần nhau, chứ bây giờ nó nhúc nhích là gì? Ma thì không phải, ma nó đâu phải cái cục tim. Bây giờ cái tim anh cho nó bóp vậy, thần tim. Cái hiểu chữ thần là cái gì? Tức là nó có chữ nhúc nhích mà nó có thần, nó cứu người. Thần là cứu người, thần mới tao giết người được. Cái tim nhúc nhích là mày sống. Chữ thần. Thành ra tất cả trong ngành khí công nó dùng chữ thần là cái đó. Còn cái khí là cái sự hăng say của tim, nó đập nhanh đập chậm là cái khí đó. Anh hiểu đại khái ra rồi, nó luôn có 3 trạng thái đó. Cũng giống như mình buổi sáng thức dậy, bữa nào mình có khí nhiều mình hăng lắm, quên khí cuối cũng giống tôi, gần đồng bà sáng mai mình quậy quậy nó mất khí, thấy không? Rồi khi mà có khí thì cái thần anh sáng suốt, anh lý luận rõ ràng, còn thôi nó mù mờ đó là cái thần. Thành ra cái vật chất là cơ thể anh khỏe. Cái giai đoạn thứ hai phải có khí thì sáng đó phải sức thức dậy ở cái sức mạnh ngầm ở trong, có mạnh thì gọi khí nhiều, và tinh thần sáng suốt nữa, cái gì sự giải quyết nhanh, thần sáng suốt, ba cái đó trong khí công là vật chất, khí và tinh thần. Cái thần cái dùng cái từ vậy đó, đó bắt đầu hiểu đại khái chữ tinh khí thần đó. Tôi không có theo sách vở đâu, chữ tinh khí thần. Mà tinh nó là gì? Là cái cục thịt anh. Thịt mình bây giờ có bắp thịt, cái da anh phải thịt thì phải hồng, không hồng là mày không phải cục thịt. Thịt tôi phải hồng, mày không hồng là mày mất sức khỏe. Thì tôi nói dùng cái phổ quát chung toàn thân anh ra, thì hồi nãy tôi nói tinh khí thần là buổi sáng cơ thể anh không có đau đớn gì hết, là
sức cơ thể là cái tinh túy cơ thể anh ngon, rồi thức dậy anh hăng say là khí thần anh sáng suốt tỉnh ra, cái đó là toàn thân. Thì bây giờ ta áp dụng cái đó vô từng tế bào, cái thịt mày là phải đỏ hồng, làm sao mày mà mờ cái mày bệnh đâu, là cái thịt mày giỏm, cái xương mày phải cứng đúng đúng chức năng thì mới là cái tinh xương tốt, khí xương tốt, thần xương, xương là vận động nhanh đó, nó có cái thần đó. Thế rõ ràng hay lắm. Thì âm vận dụng hết cơ thể anh, thì bây giờ mình lấy cái bàn tay mình để ra ngoài có da, xong trong có thịt, thịt cũng có gân, gân xong có xương, xương có tủy, tôi chưa nói tới hệ thần kinh, rồi tới hệ thần kinh đi thì anh thấy không, nó có mấy cái thành phần nè, đâu có nhiều đâu, còn cái máy vi tính hàng triệu thành phần, cái xe Honda triệu tụ bay gì thì nó nhiều. Mấy người mày có 12 cái tạng phủ à, da có mấy thành phần mày không thèm mà giữ nó, tụi mày ngu quá rồi. Dù thằng nó nói, thầy ơi, trong người có bao nhiêu huyệt, nó mày phải thuộc 360 lần vì sao khó quá. Tao hỏi mày học tiếng Anh mày học 10 ngàn từ xong nó không khó, mày nói đi. Mày cứ bị than, rõ ràng mày không có thích món này mày nói vậy đó. Còn mày không thích thì mày nói nên, còn người thích càng nhiều càng khoái, cho mày biết. Cái thằng mà nó thích càng nhiều thông tin nó càng khoái. Thằng mà không thích thì càng nhiều thông tin càng chán càng bỏ. Thì mày vô ngành này mà mày muốn lấy hết thông tin vô thì mày thích nó, còn mày không thích nó thì khi bước vô ngành khí công hay bất cứ một môn khoa học nào, anh phải xác định cái độ đam mê anh cỡ nào, anh sẽ ra tài năng trước đó. Mình thì mình nếu mà người trí thức mình có dân trưởng thành thì phải tính toán rõ ra. Ví dụ giờ toán tao 5 điểm thì ta không thể học bằng toán, mà tao lý tao 10 thì tao học cái này là cái ưu điểm của tao nâng lên. Còn tao học cỡ mấy cũng 5 điểm. Thì bây giờ vô cái ông phải xác định cái năng khiếu anh ở cỡ A thì học cái đó không biết liền. Cái đó tự anh biết chứ không dính vô, anh tự anh biết à. Đó là một, khi bước vô thì đầu tiên mình phải khẳng định cái độ đam mê mình môn này có hay không. Tại vì anh đam mê anh sẽ quên thời gian, quên tất cả. Ví dụ anh có con bạn gái, anh ngồi gần anh có hỏi thầy bây giờ em ngồi với bạn gái mấy phút không? Khỉ, mấy mày ngồi chút cái hiệu luôn. Còn mày học cái công ấy, nhiều thằng nó hỏi tại thầy học ngày mấy tiếng, vậy thôi mày không thích mày rồi, thôi dẹp mẹ mày đi. Cái đó bởi vì anh là dân trí thức, nó tuyệt luôn đấy anh chị. Không thôi anh không có hiểu nó. Anh thích là anh, bất cứ giá nào. Mà nếu mà tôi giỏi, anh có thể bên Mỹ anh thấy bay qua kiếm thầy nó luôn. Anh thấy tung ngồi không đi, năm núi để kiếm ông thầy của nó. Thấy không, thầy nó quá hay đi. Mà anh đam mê, bất chấp cuộc sống, cuộc đời anh tới tận thầy của nó. Thì anh phải có cái đó rồi. Cái ngày mà anh tới tiếng tu là anh cũng phải có cái đam mê mới tới được. Tôi nói thẳng, chứ không cần quảng cáo. Thì nó có cái thích anh mới tới. Thì cái thích nó có thể bao nhiêu phần trăm sẽ trong thời gian theo tôi 3-4 năm sẽ ra cái tài cảm thấy nhiều. Thì tôi là cái vô ông thầy. Trong đó có 40 học trò. Như tôi không biết anh đứng nhất đâu. 5-10 năm xuống thầy mày đứng nhất. Chứ ngày đầu sao tôi biết anh giỏi được. Khi bắt đầu học vài năm tự nhiên cái gì anh cũng hơn người ta rồi mà đứng nhất. Thì trong lớp nó cũng có thằng đứng nhất đứng gì, có 40 đứa sẽ có thằng phải có thằng đứng bé. Nhưng mà khi tôi nói chuyện với anh này, cái thần tôi nói ra, cái khí tôi nói ra, cái xác tôi nói ra cho anh nghe. Cái xác tôi là cái loa thôi. Không? Cái khí tôi là cái cường độ nó ra, và cái thần tôi để cho tôi chuyển cái độ mà cái lửa tôi chuyển nhập vô cái đầu anh ấy. Chuyển cái lửa, cái kỹ thuật tôi mà chuyển lửa giỏi bao nhiêu anh sẽ giỏi bao nhiêu. Tôi chuyển cái lửa tức là cái đam mê tôi chuyển được qua anh thì tôi mới giỏi, chứ không phải là tôi làm hay là anh thấy hay đâu. Nhưng khi tôi làm vô cái anh cũng khoáng lại lúc đầu là tôi thành công rồi. Hồi trước nó không thích thì tôi vừa tôi truyền nó tụ vô nó ăn lên là tôi thành công. Mà khi anh thành công tôi dạy một biết mười anh về anh nhưng cũng thế hay vậy đó. Nếu mà cái lửa tôi truyền được rồi, có khi tôi chuyện dễ một về nhà ông đọc 100 cuốn sách về cái đó đi. Sau đó anh chỉ thắc mắc hỏi tôi, anh mò lên. Anh sẽ đứng nhất lớp ngành kỹ công đi, trong một tháng sau. Thì khi đam mê nó hiện ra vậy. Khi đam mê ra thì bắt đầu tôi mấy học trò tôi thu hết cuốn vở khi nó giảng bài tôi coi, giờ tôi coi thằng này giỏi không biết liền. Mấy cuốn vở thì tôi giảng bài mà nhanh được con vở của thằng nào tôi biết thằng đó giỏi dở. Anh muốn biết thằng học trò giỏi dễ lắm. Anh giảng xong bây giờ quý vị đưa hết tài liệu đưa lên qua một đêm, mình biết thằng học trò là giỏi nhất trong lớp.
nó ghi cái tự như là một cái, thứ hai là cái khiếm khuyết kiến thức nó hiện trong cái tờ giấy á, nó thiếu cái gì nó mới ghi cái nó thiếu. Cái bởi vậy tao nói tự điển là cái gì, tự điển là cái gì khó nó mới ghi vô, chứ không phải cái gì cũng ghi vô. Nhiều người cái gì cũng đưa vô tự điển, tự điển là cái từ khó. Bởi vậy nó có tự điển tin học, tự điển hóa học, chứ đâu những cái từ như là cha mẹ nó đưa vô, nó gọi là chuyên môn hóa thôi. Thành ra nhiều người nó hay lộn với tự điển là tùm lum, tự điển nó có ngành nghe mãi, khí công tự điển khí công, toán học, còn cái tự điển cái tùm lum cái không phải tự điển, nó là cái ngôn ngữ của người dân bình thường, không được sổ xài cái đó. Ừ, nhiều người cứ lấy tự điển thường mà xài vô ngành này là chết mẹ. Anh muốn vô ngành này phải tự điển khí công, anh không thể nào tra chữ khí mà trong sách tự điển thông dụng là mày chết với tao rồi. Từ cái bước mà anh đi tìm cái từ mà cái tư duy anh dạy là anh đã sai từ đầu, mình sai từ đâu đi xa ngàn dặm. Bây giờ thách tự điển khí công có phải hỏi ông thầy nào thôi, chứ không để tự nghiên cứu. Cái thằng viết sách đó, anh điện tới nó, mày có học khí công không? Có, tao không đọc sách mày. Mới đúng nha. Nhiều thằng sinh viên nó chép là cái anh tưởng tiến sĩ, nhưng mà nó không phải tiến sĩ. Nó em chép kiếm tiền, in sách kiếm tiền, cái sách mẹ rồi anh tập đó hả? Rồi cái thằng sách khí công vậy, anh thấy sách khí công, anh cầm lên, giờ sách khí công là thị trường nhiều lắm, thị trường kinh này á. Anh bóc lên coi cái thằng tác giả, alo, thầy phải thầy khí công giỏi nhất không? Không, tao thằng, tao gom đồng này, gom đồng kia, tao in, bây giờ mày điện tao, tao giới thiệu qua cuốn sách cho mày mua, chết chết mẹ mình rồi. Thành ra người viết sách là nghề viết sách, không nên hỏi họ. À, bởi vì nhiều thằng ngu. Vậy nó viết mà. Trừ phi nó đang dạy ngành đó mà nó viết nữa thì ok. Nhưng ngành đó chỉ là ngành chữ viết thôi. Thực hành không thằng thợ nào viết sách được. Anh nhớ ngành thực hành không bao giờ viết sách được. Bây giờ anh lấy sách nấu ăn, anh nấu đi biết rồi. Đủ không? Nó tỷ lệ chính xác lắm. Mà vô cái thằng thợ đó. Không có 500 gram đâu. Ví dụ là 100 một chén cơm là bao nhiêu trong đó, cái thằng thợ cầm chén cơm đổ vô muối muối bóp rồi á, chiên ăn liền. Mẹ rồi sao mày thấy ghê chưa? Cái đó là cái thần của cái bàn tay nó, bởi vì ta gọi là bàn tay vàng, không ai học được. Nó rờ đô la biết đó là không có sách nào chỉ được. Tại khi cái diễn biến của nó là diễn toàn là hệ thần kinh nó xào ra cái các neuron nó hoạt động cái sao, nó giống như cái máy tính ấy. Sao mà anh chậm mày dừng nó lại, nó là nó hàng triệu cái phép tính, nó hàng triệu cái hành vận động ở trong, không có thể học được. Mà nó thiên biên vạn hóa, một biến ra ngàn biến, không thể mày học được, mày chỉ biết thực hiện thôi. Cứ giống như anh giỏi, anh giảng cái gì kiểu gì cũng trúng hết rồi người ta hỏi anh bước bổn không, có tao giảng cho mày hiểu rồi, tao không có bước một bước hai gì đó. Còn cái thằng dở thì bước 1, bước 2. Thì dân trí thức hay về viết là bước 1, bước 2 là chết mẹ liền. Rồi nó vẫn cũng nhiều học trò học mình xong rồi. Khi siêu giảng này, em hiểu vậy rồi, em xài chết. 2 năm sau mày xài cái đó mày bệnh chết mẹ. Nó không còn nhận thức. Ví dụ giờ anh vô học toán này, không thể giảng đâu. Toán trên thế giới chỉ có tổng cộng. Rồi mày lấy cái đó mày áp dụng hết 10 năm này học là chết mẹ tao rồi. Đừng có được mới vô đừng có nguyên lý gì hết. Cứ học 10 năm hay đâu. 15 năm lý cũng còn chưa đúng nha. 20 năm vẫn chưa có nguyên lý nào hết. Tức là sao? Thiên nhiên không có nguyên tắc gì hết. Thành ra cái người những người giỏi nó nói kinh vô tự là mới là kinh. Nghề không có nghề, không có sách nào mới là nghề. Cái gì? Có sách là thằng ngu á. Cái gì nữa? Bây giờ tôi nói là cái bàn tay tôi giơ lên. Viết cho người ta thực đọc, thực hành giống cái bàn tay tôi đọc cho anh thấy. Không cách nào viết được. Ôi, làm sao nè cái ngón tay này. Sao mua viết sách làm sao người ta tập. Quay clip mà chưa chắc tập được. Tại vì cái góc độ của bàn tay tôi, những cái góc này anh ngồi xong con mắt đã làm được. Mình thấy quyền theo không vậy? Rồi mình viết làm sao người cho người ta tập đây. Bây giờ mày chụp cái hình 2D của tao đứng vậy không tập được. Rõ ràng cái đó là cái, nó là một cái năng lực đặc biệt mà ông thầy ông
chỉ mình thì rồi ông qua kinh nghiệm tháng sửa đúng rồi. Bởi vậy ta học nghề cứ theo ông thầy là giỏi, cái thằng lơ theo thằng tài xế sẽ biết lái, còn thằng học sách là ông lái được. Không bao giờ lái được. Thì vì sách đó nói thẳng anh đó, nếu mà cái nghề mình viết ra chất từ dưới lên đỉnh nhà viết ra cũng chưa đủ. Chính ông Phật cũng không bao giờ viết sách, chỉ đệ tử viết sách, không có kinh nào thật hết. Ông Phật mới nói thật thôi, nhưng mà thằng nào cũng khoe Phật nói không. Ông nói hồi nào mày đọc cuốn sách cái thằng viết ra đâu. Vì ông Trúc viết, mình nói ông Trúc viết, chứ mày đừng nói Phật viết nha. Phật thức dậy ông chửi mày, tao nói hồi nào để chết mẹ mày, tại mày chưa hiểu ý tao. Tại vì cái trình độ anh thấp, anh sẽ hút vô một chút, anh cao anh hút vô nhiều. Nó giống như cái thẩm thấu vậy. Tao có một cái chất nó tao để vô một cái cục đất thì cái chỗ nào nó thấm tới đâu, thằng mà thấm nhiều thằng đó cái độ thông minh nó nhiều. Đó cái đó nó lý luận vậy. Bây giờ vô cái bài học thì anh muốn trong cơ thể anh bắt đầu phân loại theo nhóm trước. Con người khỏe là cái tướng đi, hình dáng đi, cái tướng đi, chân đi là cái chân đi. Bây giờ làm ăn thì có cái xe anh giàu nghèo gì đó. Bây giờ anh vô luyện khí này, cái sức sống của chân anh nó học trước, sau là sức sống của cái tay anh học sau, thứ ba là cái cuộc sống. Thì bài khí công cái lý thuyết hôm nay tôi nói chút để tranh thủ thời gian, anh sợ mất giờ của anh. Ừ. Đó thì hôm nay khi tới đó là ngưng, hôm nay là anh học bài khí chân. Khí chân trong ngành khí công là anh phải học, phải về vẽ cái vòng tròn như tôi nha. Nè, tôi nói sợ tôi vô cái bài tập luôn nha.